Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành, để lắng nghe sứ điệp của Chúa, qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Ngày tôi sẽ chia sẻ lời Chúa trong sách Giăng đoạn 1 câu 6 đến câu số 9. Chiếu dụng kinh thánh trên màn hình. Sách Giăng đoạn 1 câu 6 câu 9, chúng ta đọc kinh thánh đối đáp. Tôi sẽ đọc một câu, quý vị đọc một câu, chúng ta đọc đồng thanh. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến tên là người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Kính thưa ông bà anh chị em, đây có đề cập đến một cái nhân vật tên là Giăng, chúng ta biết là Giăng Baptist được kêu gọi để chuẩn bị và dọn đường cho chức vụ của Chúa Giêsu. Giăng xét trên phương diện về mặt huyết thống thì là về anh em họ với Chúa Giêsu và là người chết trước Đức Chúa Giêsu. Là một vị tiên tri cuối cùng của thời đại cứu ước, kỳ tử vĩ đạo. Và cuộc đời chức vụ của Giăng rất là đặc biệt, được kêu gọi để chuẩn bị và dọn đường cho Chúa. Khi mà bố mẹ của Giăng có thai Giăng đó, thì thai nhi được hình thành trong phép lạ, bởi lúc đấy là hai ông bà đã rất già rồi. Họ mong có con nhưng mà họ không nghĩ rằng mình có thể có con. Thì tuổi họ đã cao cho nên họ không nghĩ rằng là mình có thể có con, và thiên sứ đến đã bày tỏ cho họ biết là họ sẽ có con. Và cái sứ điệp đấy nó lớn nào đến nỗi mà bản thân Giăng là thầy tế lễ mà ông không tin được. Ông mong nhưng mà ông nghĩ rằng mình không thể nào mà có được nữa, vì là hai vợ chồng đã cao tuổi rồi. Nhưng mà chính vì sự không tin đấy mà Giăng đã bị câm cho tới khi mà con trai được sinh ra. Cảm ơn Chúa là khi Giăng lớn lên ấy, thì đã trở thành một con người rất là vĩ đại theo như lời của thiên sứ đã tiên đoán, đó là sẽ trở thành cái người dọn đường của Chúa. Và chúng ta thấy trong cái sách Giăng là một sách Giăng ấy, sách Tin Lành Giăng mà chúng ta đọc đây thì không phải là do Giăng Baptist viết, mà là Giăng, đây là Giăng là một trong 12 môn đồ của Chúa Giêsu đã viết sách Giăng. Chúng ta có cùng một sách Giăng này, sách Tin Lành Giăng này, chúng ta có sách Thư Tín Giăng nhất, Giăng nhì, Giăng ba và sách Cải Huyền là cùng một tác giả. Thế còn đâu Giăng ở đây là Giăng Baptist, Giăng là đi làm lễ báp têm đó. Chúng ta cùng xem cho mình thấy. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Kinh Thánh khẳng định là Giăng, là chức vụ của Giăng là do đâu ạ? Do chính Đức Chúa Trời sai đến. Vậy đây là một người tôi tớ thật của Chúa, là một người được sự kêu gọi, được sự sai phái từ nơi Chúa, chứ không phải là một chức vụ tự lập. Kinh Thánh khẳng định là Đức Chúa Trời sai Giăng đến để chuẩn bị cho Chúa Jesus Christ. Và chúng ta sẽ cùng xem những cái đặc điểm được ghi lại ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, để chúng ta thấy rằng là thế nào để chúng ta biết được đâu là một người được Đức Chúa Trời sai đến. Câu 7, người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Đều tin đây không phải là tin vào mình, mà tin vào đấng mà Ngài làm chứng, đó là Chúa Jesus Christ. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian thì soi sáng cho mọi người. Đặc điểm đầu tiên để giúp chúng ta nhận biết được Giăng là người được sự kêu gọi và chọn lựa từ nơi Chúa, đó là Giăng tìm sự vinh hiển cho đấng kêu gọi mình, chứ không phải tìm vinh hiển cho mình. Trong sách Giăng đoạn 7 câu số 18 có nói như sau:
Kẻ nào nói theo ý mình thì tìm vinh hiển cho riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển cho đấng đã sai mình đến mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì là không có. Một sứ giả thì cái người đấy được sai đến để hoàn thành cái sứ mạng của mình, để giúp cho cái người nhận cái thông điệp đấy biết về cái người cử mình đến là ai, chứ không phải để cho người ta biết mình là ai. Và điều này rất là quan trọng để chúng ta giúp nhận diện được ai là một người tôi tớ thật của Chúa. Nếu một người tôi tớ thật của Chúa luôn luôn sẽ tìm cách để làm vinh hiển cho danh của Chúa Giêsu Christ. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng cái người mà tìm vinh hiển cho mình ấy, thì không phải là người thật của Chúa, mà người tìm vinh hiển cho đấng đã sai mình đến thì mới là tôi tớ thật của Chúa. Sách Giăng đoạn 1 câu 29 đến câu 37. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giăng thi hành chức vụ trước Chúa Giêsu, và khi nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang qua đó thì Giăng nói với các môn đồ và toàn dân là gì? Kia đấy, đấng kia mới là đấng cất tội lỗi của thế gian đi chứ không phải là ta. Kia mới là sự sáng chứ không phải ta là sự sáng. Quý vị thấy cái thái độ của Giăng không ạ? Tập trung vào ai? Tập trung đem vinh hiển cho Chúa, để hoàn thành cái sứ mạng của mình, để đem vinh hiển cho Chúa chứ không phải đem vinh hiển cho mình. Ấy về đấng đó mà ta đã nói: có một đấng đến sau ta trội hơn ta, vì người vốn có trước ta. Giăng khẳng định gì về Chúa Giêsu? Ngài trội hơn ta vì Ngài vốn có trước ta. Thực ra xét về trên mặt thực thể thì Giăng sinh trước Chúa Giêsu. Hai người cùng có thai trong một thời điểm, nhưng mà trong khoảng cùng một thời điểm chứ không phải là cùng với nhau, bởi vì là thực ra là Giăng là đã có thai trước khi mà Mary có thai Chúa Giêsu, cho nên là Giăng được sinh trước. Vậy mà ông lại nói rằng là Giêsu mới là có trước. Thế thì Giăng đang nhìn nhận gì? Ta được sinh ra trước về mặt thân thể, nhưng Ngài thì lại là đấng tạo nên ta. Ngài sinh ra sau ta, nhưng mà Ngài lại có trước ta, bởi vì Ngài là đấng tạo nên ta. Trong một cái bài giảng trước tôi chia sẻ với quý vị ấy, Chúa Giêsu được sinh ra thì sau rất nhiều người, nhưng mà Chúa Giêsu lại tạo ra cả thế giới. Vì Chúa Giêsu mới được sinh ra khoảng hơn 2.000 năm thôi. Nếu mà xét trên phương diện về tuổi ấy, thì Chúa Giêsu nhỏ tuổi hơn rất nhiều người trên giới. Nhỏ tuổi hơn người đầu tiên là Adam. Adam là 6.000 năm tuổi, khoảng 6.000 năm tuổi rồi, tính đến thời điểm của chúng ta. Chúa Giêsu mới khoảng hơn 2.000 năm tuổi thôi. Nhưng mà Ngài là đấng tạo lên tất cả. Amen. Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng sáng tạo, Ngài là đấng tạo dựng lên tất cả mọi thứ. Cho nên mặc dù Ngài được sinh ra sau, nhưng mà không phải là Ngài là đấng tồn tại mới đây. Ngài là đấng đã tồn tại từ muôn thuở. Cho nên Giăng biết điều đấy, và Giăng khẳng định với mọi người: kia này, đấng kia này, bây giờ đừng các ngươi cần tôn thờ. Chúng ta xem tiếp câu số 31. Về phần ta, ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra giữa dân Israel. Ta làm phép báp têm bằng nước để ta được tỏ, hay để Ngài được tỏ? Để Ngài được tỏ ra giữa dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: ta thấy Thánh Linh từ trên trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Về phần ta, ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên ấy là đấng làm phép báp têm bằng Thánh Linh. Giăng nói rằng vốn ta không biết Ngài có nghĩa là gì? Thực ra anh em họ sao không biết nhau? Không biết ở đây Giăng đang muốn nói những cái gì ông bà chị em? Giăng đang muốn nói rằng là tôi không biết trước kia đó, trước khi Chúa Giêsu được Đức Thánh Linh giáng xuống như hình chim bồ câu ấy, thì Giăng không nghĩ Chúa Giêsu là đấng Messiah, là đấng cứu thế.
Nhưng mà chính ta đã thấy, Giang nói là chính ta đã thấy Thánh Linh ngự xuống trên Ngài như chim bồ câu. Vì ai làm pháp bắp tem cho Chúa Giêsu? Chính Giang làm bắp tem cho Chúa Giêsu. Và Giang nhìn thấy hình ảnh chim bồ câu đậu trên Ngài. Và Giang nhìn, nghe thấy cái tiếng nói từ trời nói rằng là này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Vậy chính đấng mà kêu gọi Giang để khẳng định cho Giang biết rằng là Giêsu đấy chính là đấng Messiah. Câu số 34, ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai Giang ở lại đó với hai môn đồ, nhìn thấy Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Chúng ta nhìn lại cái câu cuối cùng, Giang không kêu gọi người để đi theo mình, mà Giang cho mọi người biết phải đi theo đấng mà mình làm bắp tem cho, đó chính là Chúa Giêsu. Sau khi Giang nói với môn đồ là ô kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi, thì hai môn đồ liền bỏ Giang mà đi theo Ngài. Thường thường thì chúng ta không thích điều này đâu, mình thích người khác tập trung vào mình đó, hội thánh mình của chúng ta thì mình thích, còn nó bỏ chúng ta đi theo người khác là mình không thích. Nhưng mà đây chúng ta sẽ thấy nhé, đó là Giang xác định được vị trí và vai trò của mình, không phải là tập trung điểm của thế giới, mà chỉ là người chỉ đường, chỉ cho mọi người biết đến với Chúa Giêsu, chứ không kéo mọi người đến với mình. Và đó là đặc điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải thấy, là một người tôi tớ thật của Chúa là hướng mọi người đến Chúa Giêsu, chứ không phải hướng mọi người đến với mình. Trên thế giới này đã có rất là nhiều người, bắt đầu thì họ xuất phát khởi điểm từ một người ngoại đạo, rồi sau đó họ tin đạo, họ biết đến Chúa, họ đọc Kinh Thánh, họ học lời Chúa, và sau một số thời gian thì biến chất. Tệ hại nhất là bắt đầu họ xưng mình là Chúa Giêsu và lôi kéo mọi người nghe theo lời của họ như là lời của Chúa, và dẫn đến việc là khiến cho các tín đồ phải tôn thờ họ như là tôn thờ Chúa. Và đấy là điều rất là tệ hại. Và nó hình thành ra rất là nhiều những cái tà giáo khác nhau, chúng ta gọi nó là tà giáo. Đấy là cái khái niệm, cái quan, cái từ mà những người chính thống, những người tin lành chính thống gọi những cái tôn giáo hay là những cái giáo phái mà người ta xưng mình là Chúa Giêsu được. Những giáo chủ xưng mình là Chúa Giêsu. Như là Chúa Trời Mẹ này, Chúa Trời Mẹ Ăn Sơ Hồng này, rồi Hội Thánh của Đức Chúa Trời Toàn Năng này, và rất nhiều những người khác ở trên thế giới họ xưng mình là Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta thấy họ, tôi tớ thật của Chúa Giêsu sẽ hướng người ta về Chúa Giêsu chứ không phải hướng người ta về mình. Và đây là điểm đầu tiên để chúng ta nhận diện được một tôi tớ thật của Chúa Giêsu, đó là cái người thật của Chúa Giêsu luôn luôn hướng người khác về đấng ở trên cao kia. Đối với chúng ta là đấng của quá khứ, vì Chúa Giêsu đã chết và sống lại cách đây 2000 năm. Đối với những người của quá khứ trong thời kỳ cứu ước là hướng về tương lai. Cho nên một tôi tớ thật của Chúa luôn luôn hướng người khác về Chúa Giêsu chứ không phải hướng người khác về mình. Nên ngày nay như lại tính càng đến cái thời kỳ sau rốt thì có rất nhiều thầy, nhiều chúa nổi lên, ai học một chút cũng có thể làm thầy được, làm thầy phong mục sư rồi đủ các loại chức danh khác nhau. Nhưng mà để nhận diện được đâu là một chức vụ thật thì đặc điểm đầu tiên chúng ta nhận diện đó là người đó hướng người tới, hướng các tín đồ về đâu. Nếu như người đó có cái xu hướng hướng các tín đồ về mình ấy, là chúng ta đã phải đặt câu hỏi. Vì một chức vụ thật, một tôi tớ thật đó, là phải hướng người khác về Chúa Giêsu và lời của Ngài. Nếu như người ta không hướng chúng ta về Chúa Giêsu và lời của Ngài đó, thì đó là những sứ đồ giả, những mục sư giả, những tiên tri giả và những tôi tớ giả của Chúa. Trong Giăng đoạn 3 câu số 30, Ngài phải được tôn cao, còn ta phải
sự. Câu đoạn Luca đoạn 17 câu số 10. Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm chẳng qua là điều phải làm. Từ cái thái độ của răng, thái độ của Chúa Giêsu, chúng ta thấy răng tìm vinh hiển cho Chúa Giêsu, Chúa Giêsu tìm vinh hiển cho Đức Chúa Cha. Sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi thì Ngài lại nhận sự vinh hiển từ Đức Chúa Cha một cách hoàn toàn. Chúng ta thấy mà các chức vụ răng thì tìm vinh hiển cho Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu thì tìm vinh hiển cho Đức Chúa Cha. Tại sao Chúa Giêsu không tìm vinh hiển cho mình? Bởi vì lúc khi Chúa Giêsu còn ở trên trái đất này đấy, Ngài chưa được sống lại, vinh quang chưa thuộc về Ngài. Cho tới khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại thì lúc đó vinh quang mới thuộc về Ngài. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta chưa hiểu tại sao mà khi Chúa Giêsu trên đất này, Ngài không tìm vinh hiển cho Ngài, mà Ngài tìm vinh hiển cho Đấng đã sai Ngài đến. Bởi vì lúc đó Ngài chưa được vinh hiển, Ngài chưa chết đi và sống lại thì vinh hiển không thể thuộc về Ngài. Cho tới khi Chúa Giêsu chết đi và sống lại thì Ngài lại được Đức Chúa Cha mặc lấy sự vinh hiển cách hoàn toàn như trước khi Ngài đến thế gian này. Nên chúng ta thấy là Chúa để cho chúng ta một cái nguyên tắc, một cái định hướng cho cái thái độ sống của mỗi chúng ta. Khi chúng ta phục vụ Chúa, khi chúng ta làm bất cứ công việc gì cho Chúa, trong tâm của chúng ta đầu tiên ấy, là phải xác định rằng mình làm vì vinh hiển danh Chúa. Có những người chỉ thích giảng, thích cầm micro đứng trước mặt mọi người thích giảng lắm. Nhưng mà thích giảng cũng là một điều tốt, chứ không phải là điều không tốt. Vì có những người nghe bảo người ta giảng, người ta không chịu giảng, mặc dù người ta có thể giảng rất tốt. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói đây là gì? Chúng ta muốn giảng để làm cái gì? Có phải để làm vinh hiển danh Chúa và đem lại lời Chúa cho mọi người hay không? Hay để cho người ta biết mình? Có những người chỉ thích đứng lên hướng dẫn, thích lên đứng lên bên phía bên trên thôi. Vì sao? Vì được người ta biết mặt, biết tên. Cái động cơ trong lòng của chúng ta cũng rất quan trọng. Một người tôi tớ thật của Chúa phải luôn luôn tìm vinh hiển cho Chúa. Chúng ta làm bất cứ một việc gì, mình phải xác định, mình phải tự hỏi mình, hỏi cái lương tâm của mình này. Tôi có đang làm việc này vì vinh hiển danh Chúa hay không, hay tôi làm để thể hiện chính bản thân tôi? Còn trên phương diện tập thể thì đôi khi là thể hiện cái tầm vĩ mô của Hội Thánh. Và Hội Thánh tôi to, lớn, giàu. Thì tất cả những điều đấy nó không phải là cái động cơ mà chúng ta nên có. Cái động cơ chúng ta nên có đó là mọi việc đều phải làm vì vinh hiển của Đấng kêu gọi của chúng ta. Amen. Chúa Giêsu dạy sau khi làm xong mọi việc rồi thì hãy nói tôi là một đầy tớ vô ích, việc tôi làm là việc phải làm, đấy là trách nhiệm của tôi. Amen. Yêu ước thì lời Chúa có nói rằng ai người giàu chớ khoe về cái tiền của mình. Trước thì tôi gặp một người, tôi gặp một cô ở trong Nam. Bây giờ cô ấy trước kia cô ấy là người Công giáo, sau đó cải sang Tin Lành. Cô ấy làm chứng ngày xưa chưa theo Chúa, chưa nhận biết Chúa, suốt ngày đi đâu cũng khoe về nhà về tiền, thích khoe về nhà về tiền lắm. Cô bảo ngày xưa là bây giờ thì gặp với Chúa phải không, bây giờ không bao giờ khoe về tiền về nhà. Thế cái bà chị của cô ấy mới nói là bao giờ mà mày khoe về Chúa thì tao mới muốn nghe, nhưng mà suốt ngày mày khoe về tiền về nhà. Nhưng mà đúng là khi chúng ta chưa gặp gỡ Chúa thì cũng thích khoe về cái bề ngoài lắm, thích khoe về cái bề ngoài, nhà bao nhiêu tiền, mà cái nhìn cái người có tiền ra đường là biết ngay. Đặc biệt là cái người miền Bắc của chúng ta đấy, nó thể hiện ra ở cái xe.
lên đời xe ngay, rồi nhà là xây to, thậm chí mình không có tiền mình còn vay tiền để mà xây nhà. Cái phong thái của cái người có tiền nó khác đó quý vị. Quý vị thấy, quý vị mà từ không có tiền ấy, mà quý vị đổi sang có rất nhiều tiền, quý vị sẽ để ý hỏi người bên cạnh xem cái phong thái của mình có khác không. Người khác là tôi duyên thấy ông đi đi rất là hùng hồn, đi rất là hùng hồn, có thể mặt không vênh nhưng mà đi rất là hùng hồn, là nói rất tự tin. Khi mà chúng ta cần khoe thì đừng khoe về cái tài sản của cải, khoe về tri thức, khoe về hiểu biết bằng cấp của mình. Là chúng ta ai khoe thì hãy khoe trí khôn mình nhận biết ta là Đức Giê-hô-va. Nên cái tập trung của chúng ta phải là Chúa, chứ không phải là những gì chúng ta đang sở hữu trong đời sống này. Ngày hôm nay quý vị khoe rất nhiều tiền, đêm nay Chúa cất linh hồn quý vị đi thì sao? Tiền của quý vị sẽ về tay ai? Quý vị nhớ câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, chính Chúa Giêsu kể đấy, khi có một người rất giàu đứng buổi chiều đứng nhìn thấy tất cả mọi người làm thuê cho mình đầy tớ mang thóc lúa vào trong kho, ông ấy ngồi ông thư giãn, ông khoanh tay bảo ơi linh hồn ơi an nghỉ đi. Chúa Giêsu nói ra hỡi kẻ dại, nếu đêm nay ta đòi lại linh hồn của ngươi thì của cả ngươi sẽ về. Chúng ta không khoe về những cái bề ngoài, không khoe về những cái vật chất, khoe về Chúa của chúng ta, khoe về Đức Giê-hô-va. Amen. Đấy là cái mà chúng ta cần phải khoe. Tôi tớ thật của Chúa luôn luôn tìm vinh hiển cho Chúa, tìm vinh hiển cho Đấng kêu gọi mình, chứ không phải tìm vinh hiển cho cuộc sống. Quý vị biết tại sao người ta hay khoe về mình không? Khoe về nhà của mình, khoe về tài sản của mình. Bởi vì cái cảm xúc đấy nó làm cho mình được thăng hoa. Tại sao mà các cô gái lại thích ăn mặc hở hang đi ra giữa đường? Bởi vì rất nhiều người nhìn mình, ngưỡng mộ mình. Và khi nhiều người nhìn mình, ngưỡng mộ mình thì tự nhiên cái cảm xúc mình nó thăng hoa, sung sướng. Mình sẽ là cái gì nó đẹp đẽ tuyệt vời. À, khi mà mình đến với Chúa là chúng ta phải tìm vinh hiển với Chúa. Trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 6 ghi lại câu chuyện khi vua Ê-ô-xia băng hà thì Chúa cho Ê-sai gặp Chúa. Ông nhìn thấy Chúa ngồi ở trên ngôi cao sang và ông thấy cái gì quý vị biết không? Thấy các cherubim, một cái tên khác của thiên sứ. Cherubim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Quý vị hãy tưởng tượng nó hình ảnh có lạ không? Quý vị tưởng tượng nhé. Ô-xia đang đứng ở dưới kia nhìn lên trên Chúa ở giữa và xung quanh là các thiên sứ. Thì thiên sứ lại có 6 cánh chứ không phải là có 2 cánh. Và chúng ta nhớ rằng là những cái hình ảnh trong Kinh Thánh á, nó rất là nhiều hình ảnh mang cái ý nghĩa thuộc linh, chứ không phải là chúng ta hiểu là thiên sứ là lúc nào cũng có 6 cánh hay lúc nào cũng có cánh. Tất cả nó mang cái ý nghĩa thuộc linh rất là lớn. 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cánh dùng để bay. Quý vị biết tại sao thiên sứ phải che mặt mình không? Vì khi thiên sứ ở trong sự hiện diện của Chúa thì mặt thiên sứ cũng đầy vinh quang, rất đẹp đẽ. Thiên sứ rất đẹp đẽ và vinh quang. Khi mà Ê-sai nhìn thấy cái khải tượng đấy đấy thì thiên sứ không muốn cho Ê-sai nhìn thấy cái vinh quang ở nơi khuôn mặt của mình, mà chỉ muốn nhìn thấy vinh quang ở Thiên Chúa mặt của mình.
Đó nên là thái độ thật của một tôi tớ thật của Chúa, của những người đi theo Chúa. Những tôi tớ thật, những người thật của Chúa sẽ luôn luôn hướng người khác về đấng tối cao, chứ không phải hướng người khác về mình. Một trong những cái xu hướng rất là tệ hại mà chúng ta ai có thể rơi vào, vì chúng ta nhớ rằng Lucifer xuất phát từ đâu? Từ thiên đàng. Lucifer xuất phát từ thiên đàng chứ không phải xuất phát từ địa ngục đâu. Khi Chúa tạo lên Lucifer với đầy đủ vinh quang, với khả năng chế ra các nhạc vụ để thờ phượng Chúa, thì tự nhiên nó nổi lòng kiêu ngạo, nó muốn rằng là sự thờ phượng phải tập trung về mình. Vậy mà nó kéo được 1/3 thiên sứ trên thiên đàng. Thế nếu Lucifer ở trên thiên đàng có thể sa ngã với hình thức như vậy thì chúng ta cũng có thể sa ngã như vậy. Đặc biệt những anh chị em nào phục vụ trong lĩnh vực âm nhạc. Lĩnh vực âm nhạc rất gần với Lucifer đấy. À, luôn phải cẩn trọng. Những cái người á, mà phục vụ trong hội thánh, trong lĩnh vực âm nhạc ấy, là đối tượng mà những bị các cô gái tấn công nhiều nhất. Nhưng mà thực ra không phải là các cô gái đâu nhé, mà tà linh nó đang vận hành qua các cô gái để tấn công. Để làm gì? Để kéo người đấy vào trong tội lỗi, và để cho những người đấy mất đi sự sức lực và kéo người đấy không còn tập trung vào Chúa nữa. Và đấy là những chuyện có thật xảy ra ở rất nhiều hội thánh khác nhau, những chuyện rất thật và rất đau thương. Và trong tâm của chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ này, mọi việc mình làm phải vì vinh hiển danh Chúa. Làm giống như thiên sứ ấy, khi người ta muốn nhìn vinh hiển của mình thì lấy cánh để mà che mặt đi. Hai cánh che mặt, hai cánh che chân và hai cánh dùng để bay. Có nghĩa là gì? Mình tồn tại để phục vụ, chứ không phải mình tồn tại để thu hút sự chú ý của mọi người. Trong con người của chúng ta, nó có một cái nhu cầu cao nhất trong tất cả các nhu cầu. Quý vị đấy, ăn uống cũng là một nhu cầu, phải không ạ? Chúng ta có rất là nhiều các nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, và có một cái nhu cầu cao nhất mà mỗi người đều có, đó là nhu cầu được tôn trọng. Ai cũng thích mình, khẳng định mình, được tôn trọng. Cho nên ở nơi nào mà mình được nâng lên một mức là mình thích lắm. Phục vụ Chúa ở hội thánh nhỏ nhỏ không thích vì ít người biết, nhưng mà phục vụ Chúa ở một cái hội thánh lớn thì mình rất là cảm thấy phấn khích, bởi vì sao? Nhiều người biết đến. Cho nên cái động cơ trong lòng nó rất là quan trọng. Răng không tập trung vào mình mà răng tập trung vào đấng kêu gọi. Cho nên các chị em phụ nữ cũng như vậy, trong đi hội thánh chúng ta có thể trang điểm, ăn mặc đẹp đến hội thánh để che đi những cái khiếm khuyết trên khuôn mặt của mình, nhưng động cơ trong lòng của chúng ta phải thật là cẩn thận trước mặt Chúa. Đừng trang điểm đến nỗi từ trong lòng của mình hay mình đã để cho người ta chú ý tới mình. Đã đến để thờ phượng Chúa là mọi vinh hiển phải thuộc về Chúa. Mọi vinh hiển, tất cả các hành động, mọi việc làm ở trong hội thánh phải tập trung vào đấng sáng tạo. Amen.
Cho nên chúng ta phải tập nói ít về bản thân thôi, đừng khoe nhiều về bản thân, nói ít về bản thân. Tôi thấy có một trong những cái điều sai nữa là có nhiều người hay khoe về cái tầm cỡ của hội thánh. Hội thánh tôi to lớn, hội thánh tôi giàu có, hội thánh tôi thế này thế kia. Đừng khoe về những cái đấy. Nếu mà có khoe, phải khoe về công việc của Đức Thánh Linh. Người này được chữa lành, người kia được giải cứu. Khoe về công việc của Đức Thánh Linh, chứ đừng khoe về cái hội thánh tôi giàu, tầm cỡ khắp nơi thế này, khắp nơi thế kia. Đó. Tất cả cái đấy nó chỉ là rơm rác của anh chị em. Có khoe, khoe về Chúa. Khoe để thu hút người ta hướng tới Chúa. Người ta cảm thấy say sưa Chúa. Chúng ta khoe nhiều về hội thánh, người ta đến hội thánh không được như người ta mong đợi, người ta thất vọng. Khoe về Chúa thì người ta sẽ mong đợi Chúa, và mong đợi Chúa không bao giờ thất vọng. Cái đặc điểm thứ hai của sứ đồ Giăng đó là Giăng hướng người khác đến đấng kêu gọi mình. Thứ nhất là Giăng tìm vinh hiển cho đấng kêu gọi mình. Thứ hai là Giăng hướng người khác đến đấng kêu gọi mình. Jeremy đoạn 23 câu số 28. Chúng ta sẽ cùng nhau chúng đọc câu Kinh Thánh. Jeremy đoạn 23 câu 28 chúng ta cùng hành sự. Khi người nào thấy chiêm bao hãy thuật, chiêm bao ấy còn kẻ nào lãnh lời ta hãy thuật lại các chúng tin. Có nghĩa là đừng thêm vào và đừng bớt đi, đừng cắt xen. Mình thấy cái gì mình nói cái đấy. Và lời Chúa nói là trong Phục Truyền là 13, 1 câu 5. Nếu giữa người có nổi lên một tiên tri hay một kẻ hay chiêm bao làm cho người một dấu kỳ hoặc phép lạ. Đây là rất nhiều người thích này, thích dấu kỳ và phép lạ. Nếu đến từ nơi Chúa thì không sao, mà không đến từ nơi Chúa thì hơi mệt đấy. Quý vị, Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta nhé. Nếu có một tiên tri hay một ai đó ở giữa vòng chúng ta mà làm cái dấu kỳ phép lạ gì, câu 2 này. Nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói với người được ứng nghiệm, và người có nói rằng ta hãy đi theo và hầu việc các thần khác, thì người chẳng, mà người chẳng hề biết, thì chớ nghe các lời tiên tri hay kẻ chăm chiêm bao ấy, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi. Đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi chăng? Các ngươi phải đi theo Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, giữ gìn các điều răn của Ngài, vâng nghe tiếng phán của Ngài, phụng sự Ngài, chiều mến Ngài. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay kẻ chiêm bao ấy, vì hắn có dục dấy loạn cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, đặng xô các ngươi ra khỏi con đường của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi đã chỉ cho. Ấy ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Đối với dân Israel, Chúa dạy có thể có một người làm phép lạ anh tiếp chữa lành và vân vân, nhưng mà Chúa nói là cái đấy nó chưa phải là tất cả. Nếu nó nhìn thấy một người cầu nguyện chữa lành làm phép lạ, quý vị biết phép lạ và chữa lành khác nhau rồi. Chữa lành liên quan thân thể, phép lạ có thể ví dụ đi bộ trên mặt nước, hóa bánh ra nhiều, đấy là làm phép lạ. Đừng vội tin mà phải xem cái người đó, lời nói và cái lời giảng dạy người đấy hướng về ai. Nếu như người đấy mà kéo những người của Chúa rời xa Chúa và lời của Ngài thì không phải đến từ nơi Chúa, phải đáp đá cho cái tiên tri đấy chết đi. Đương nhiên là cái luật này được áp dụng đối với dân Israel chứ không phải là được áp dụng đối với chúng ta ngày nay.
nhưng là chúng ta có thể áp dụng cái tinh thần của nó, đáp đá những cái tiên tri đấy bằng cách nào? Trục xuất họ ra khỏi hội thánh. Và đến thời kỳ sau, Rốt lại xin cảnh tỉnh với anh chị em, lời của chính Chúa Giêsu và các sứ đồ nói rằng sẽ có nhiều tiên tri giả và sứ đồ giả dấy lên và làm nhiều các phép lạ. Quý vị đọc sách Cải Huyền ấy, thì con thú thậm chí còn có quyền làm phép lạ rất lớn mà, lừa dối dân cư ở trên đất. Như vậy nếu mà chúng ta chỉ nhìn thấy một người làm phép lạ mà chúng ta lại khẳng định người đấy từ nơi Chúa thì chúng ta có thể bị lừa. Phải xem cái nội dung người đó giảng dạy như thế nào. Người đó có hướng mọi người về Kinh Thánh và Chúa Giêsu hay không? Đấy là một cái bài trắc nghiệm rất lớn để chúng ta có thể thấy, để thử các thần linh lừa dối ở trong cái giai đoạn sau Rốt này. Sẽ có rất nhiều người đến xưng mình là Chúa Trời, rồi mình là tiên tri của Chúa, mình là giáo sư, mình là mục sư, vân vân. Nhưng anh chị em đừng vội tin. Sứ đồ Giăng nói với các tín đồ của ông ấy, đừng vội tin mọi thần, hãy thử. Đừng tin, đừng vội tin, nhưng mà cũng đừng từ chối, mà phải thử cho biết. Cái thời kỳ khoảng 20 năm trước ấy, cứ đi đâu mà nghe nói à anh tin Chúa, người tin lành, ôi sướng lắm, gặp ôm ngay lập tức. Quý vị biết đâu ạ, các cơ đốc nhân khoảng 20 năm trước là như vậy đấy. Cứ gặp một người mà không cần biết là ai, mà chỉ cần nói anh theo Chúa, anh theo tin lành cả lắm, sướng lắm là gặp ôm ngay. Bây giờ xin thưa quý vị, một người nói là mục sư là cũng phải rất là cẩn thận. Bây giờ cái giả nó nhiều quá rồi. Quý vị lớn tuổi, quý vị sống từ nơi tuổi, quý vị biết đấy. Ngày xưa quý vị đẻ con ra là quý vị cứ đẻ con ở nhà, xong quý vị đi làm, thậm chí không cần đóng cửa, quý vị cũng an tâm. Đó, con cứ chạy sang hàng xóm thoải mái luôn. Đấy, quý vị đến giờ về là quý vị cứ đứng ở đầu ngõ, quý vị gọi là tiên con mình nó về. Bây giờ không ai làm được như vậy hết. Trong thuộc linh cũng tương tự như thế. Cách đây 20 năm cứ nói anh tin lành cái là sướng lắm. Kể cả người nước ngoài, nước trong nhưng biết là cứ thấy là cảm thấy sướng, bắt tay ôm, quý lắm. Bây giờ mà nói là anh là cũng là tin lành này rồi, anh cũng là mục sư ấy, thì là phải cẩn thận. Ở đây tôi tin Chúa đã lâu năm và tôi đã chứng kiến rất nhiều, rồi khuyến cáo anh chị em cái điều đó. Mỗi một trong chúng ta phải luôn cẩn thận với tất cả mọi người. Amen. Amen. Điều thứ ba, đặc điểm thứ ba về Giăng đó là Giăng giảng dạy mọi lẽ thật, luôn luôn nói lên sự thật. Cái người tôi tớ thật của Chúa sẽ luôn luôn nói lên lẽ thật. Sách Giăng đoạn 1 câu 20, Giăng nói như này: người xưng ra hết chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là Đấng Christ. Các vị thấy không ạ? Giăng nói gì về mình? Khi rất nhiều người đi theo mình, có người hỏi: thế ông có phải là Đấng Christ hay không? Đấng Christ chính là Đấng cứu thế đấy, chính là Đức Chúa Trời thành người đó. Ông có phải là Đấng Christ không? Nó không, tôi không phải. Từ chối cái sự thật mà không đúng về mình ấy, nó hơi khó đấy nhé quý vị nhé. Cho người ta rất thích nghe những cái lời tâng bốc, mặc dù cái lời đấy nó có thể là đôi khi nó không đúng sự thật, nhưng người ta vẫn cảm thấy kích thích. Cho nên những cái người mà thích nghe những cái lời tâng bốc thì rất dễ bị lừa, rất dễ bị dẫn dụ sai. Vì người ta, mình tưởng rằng người ta đang trân trọng cạnh mình, đánh giá cao mình, nhưng mà thực ra không phải. Và chúng ta cần phải biết mình là ai, đánh giá đúng cái bản thân của mình. Giăng nói rằng mình không phải là Đấng Christ.
đừng cố nhận cho mình những cái mà mình không biết. Corinto thứ nhì đoạn 2 câu số 17. Sứ đồ Phaolô nói như sau: chúng tôi không giả mạo lời Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác. Như vậy là ông Phaolô đang nói rằng là trong chức vụ của ông ấy có những người giả mạo lời Chúa. Phaolô giao giảng sứ điệp thật, nhưng cũng có những người giả mạo đến nói những cái sứ đồ nhận mình là sứ đồ, nhận mình là thầy giáo, là giáo sư, nhưng mà giả những cái sứ điệp lệch lạc. Ông nói chúng tôi không như vậy, chúng tôi không giả mạo lời Đức Chúa Trời. Có nhiều người thấy tôi hay nói tiên tri, nên là cứ đến cảm lời là mục sư cầu nguyện xem Chúa có phán với tôi cái gì hay không. Xin thưa với quý vị rằng là không phải tất cả mọi lúc mọi nơi Chúa đều phán với tôi. Những người khác người ta có thể có kinh nghiệm khác, nhưng mà đối với tôi thì là như vậy. Nhưng mà điều đấy nó dẫn đến một cái cám dỗ như này, mình tự nghĩ ra mà nói. Người ta đến nhà mình cầu nguyện thăm Chúa có phán bảo bày tỏ gì không? Không thấy cái gì mà đầu tự nghĩ ra mà nói. Hoặc là nói những cái chung chung đấy, đọc kinh thánh ra nói những cái chung chung thì nó có sai thì cũng không ảnh hưởng cái gì đấy. Đấy cũng là những cái cám dỗ. Một người bước đi với Chúa và chúng ta phải có một cái tấm lòng chân thật. Người ta không nhìn thấy nhưng mà Chúa nhìn thấy. Người ta không thể phán xét nhưng mà Chúa sẽ phán xét mình. Cái này nói là ai lãnh lời ta như nào thì hãy nói lời đấy ra một cách trung tín. Chứ mình đừng có bịa ra lời của Chúa. Chúa phán cái này, Chúa phán cái kia. Nên đối với trường hợp đấy tôi chỉ nói xin lỗi, tôi không biết, tôi không thấy điều gì hết, tôi không thấy Chúa phán bảo cái điều gì hết. Nên đây cũng là một cái đặc điểm mà chúng ta giúp nhận diện. Nếu như mà có một sứ đồ, một tiên tri, một giáo sư, một mục sư nào mà không giảng lẽ thật của Chúa, không giảng mọi lẽ thật của Chúa, thì có thể đó là những cái chức vụ sai trái. Quý vị có biết rằng là trong mọi công việc phục vụ Chúa, cái công việc giảng dạy là công việc vất vả nhất không? Quý vị tưởng đứng lên nói trước người khác là đơn giản. Giảng kinh thánh là một công việc mệt nhất trong tất cả công việc của Chúa. Quý vị đi ra làm chứng về Chúa, có thể gặp người ta bắt bớ, rồi bị nọ bị kia, phải không ạ? Nhưng về quý vị ngủ rất ngon. Nhưng mà giảng lời Chúa đấy, đang đêm một khi bật dậy, tự nhiên có một ý tưởng là phải dậy để chém nó ra. Có khi đến giờ mình đi ngủ thì cứ suy nghĩ xem là mình giảng cái gì mà cầu nguyện. Đang ăn cơm suy nghĩ là giảng cái gì. Nên nhiều người tưởng giảng, chức vụ giảng dạy là chức vụ nhàn nhất. Mà có người ngoại đạo đến ngồi nói chuyện với tôi bảo trong tất cả mọi công việc thì chắc là mấy ông cha là nhàn nhất. Nhàn nhất. Công việc gì cũng là công việc, nhưng mà cha nhàn nhất vì cứ đến giờ giảng và giảng xong rồi đến tháng lĩnh lương. Có nhiều người bảo là tôi rất là bận công việc hội thánh, công việc nhà thờ, bận bận cái gì, có một chủ nhật đến thì chỉ giảng nó có cái gì đâu mà bận. Nếu mà muốn nhàn cũng nhàn được quý vị ạ, nhưng mà nếu muốn bận thì cũng bận được. Anh em, một phần là tôi chia sẻ để chúng ta cầu nguyện cho những người giảng đạo, để họ giảng nó có sức của Chúa và họ nhận được sự mặc khải từ nơi Chúa để giảng mọi là thật cho hội thánh của Chúa.
Đặc điểm thứ tư đó là Giăng sống rất là ngay thẳng và ghét tội lỗi, kêu gọi cho sự ăn năn. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 10: bây giờ cái búa đã để kề gốc cây, rễ cây. Cây nào không sinh trái thì sẽ phải chặt, đốn trụ và chặt. Quý vị thấy cái sứ điệp mà Giăng giảng có dễ nghe không quý vị? Rất là khó nghe. Cho nên là Giăng cái chặt đầu. Giăng đối diện với vua Herod. Đấy. Vua lấy vợ của Philip là em mình là không được. Như thế là phạm tội tày đình. Ông ấy bực quá, bắt bỏ tù luôn. Rồi sau khi bắt bỏ tù thì cái vợ của Philip ấy mày ghét Giăng vì cớ là bà này, bà ấy là người thâm sâu và độc địa. Bà ấy lập mưu để bà ấy lấy ông Herod, coi như là từ bỏ chồng của mình để lấy anh chồng. Và bà ấy ghét, bà ấy thù Giăng. Và một lần kia thì con gái của bà ấy nhảy múa trước Herod nhìn thấy thích quá, nói rằng là ô con ấy, con đẹp lòng ta quá, bây giờ con muốn cái gì ta cho. Bà mẹ mới xui là bây giờ lấy đầu Giăng Văn Tít. Thế là Giăng Văn Tít bị giết. Quý vị thấy không ạ? Giao giảng về việc kêu gọi ăn năn tội lỗi là chuyện không dễ dàng. Cho nên thì thường là những nhiều mục sư ấy, là không thích nói về những cái điều này, và tín đồ cũng không thích vì là sẽ làm phật ý họ. Nhưng mà một chức vụ thật của Chúa sẽ sống ngay thẳng và luôn luôn kêu gọi mọi người kêu gọi ăn năn. Amen anh chị em. Rất nhiều các tín đồ thích nhóm ở cái hội thánh đông người. Quý vị biết tại sao không? Vì ở đấy đấy, không ai biết mình là ai cả. Thì còn ở một hội thánh nhỏ đấy, mình chỉ còn có sơ suất nhỏ thôi, người ta cũng biết và người ta sẽ nhìn, người ta sẽ nói. Cho nên cái chức vụ, các chức vụ thật luôn luôn kêu gọi chúng ta ăn năn. Một người bạn của tôi ở Malaysia nói rằng có một cái người chị em gì đấy coi như là phạm tội nên là kêu gọi ăn năn, không ăn năn tức là bỏ luôn sang cái tà giáo chứng nhân Jehovah. Và tại sao nhóm ở đấy? Vì nhóm ở đấy không ai là nói gì hết, sống như nào cũng được, không ai nói gì hết. Một trong những cái hiểu lầm rất lớn về hội thánh á là chúng ta nghĩ rằng hội thánh là nơi để chứa tội nhân, nhưng mà chúng ta lại bỏ cái sau là chứa tội nhân ăn năn chứ không phải là chấp chứa tội nhân. Hội thánh không phải nơi chứa tội nhân, mà hội thánh là nơi chứa tội nhân ăn năn. Cho những người đi vào hội thánh mà không ăn năn là sẽ phải thay đổi, mà không thay đổi là sẽ bị trục xuất ra khỏi hội thánh. Tại sao chúng ta lại dùng cái từ hội thánh mà đây không phải là chúng ta dùng mà Kinh Thánh dùng? Là hội của các thánh đồ. Thế nào là thánh đồ? Thánh đồ là những người được nên thánh bởi huyết Chúa Giêsu và được kêu gọi để sống, sống nên thánh. Còn anh mà không muốn sống nên thánh, anh vào trong hội thánh làm cái gì? Amen. Anh không muốn sống nên thánh, anh vào đây chúng tôi cũng mời anh ra. Vì đây là hội của những người được kêu gọi sống nên thánh. Điều đấy không có nghĩa là chúng ta phải hoàn thiện chúng ta mới được gia nhập hội thánh. Vì cả đời của chúng ta phải phấn đấu cho sự hoàn thiện. Nhưng sống trong tội lỗi lại là một điều khác.
sống trong tội lỗi là anh chấp nhận rằng đấy là một phần trong đời sống của anh không cần từ bỏ nó. Tôi nói chuyện với mấy người Công giáo, người ta kêu ca phản nàn về có một số người tín đồ ngoại tình. Và khi ngoại tình á, hoặc là bỏ vợ, vì trong Hội Thánh Công giáo người ta không chấp nhận những cái việc như thế. Người ta không cho anh nên dâng lễ, tức là không cho dự mình Thánh Chúa, dự tiệc Thánh này. Thì có người làm bằng cách nào? Bởi vì nếu mà chuẩn bị lên đấy là mấy bà sơ sẽ báo ông cha là ông này là phạm tội ngoại tình, không cho dâng lễ. Có thể đi lễ nhưng mà không cho dâng lễ. Vậy thì biết họ làm cách nào? Trốn sang nhà thờ khác, đi dâng lễ ở nhà thờ khác. Đấy cũng là một sự lươn lẹo. Bởi vì người ta nói như thế là tội chồng thêm tội. Nếu như mà anh nghề Hội Thánh ngăn cản cái việc anh dứt lễ là cũng là điều tốt cho anh, mà anh lại không tôn trọng điều đó, anh giữ việc Thánh vào thì anh uống tự sự phản xác cho chính mình. Cho nên trong Hội Thánh của Chúa, chúng ta nhớ rằng là chúng ta cần phải sống để thánh, và các chức vụ thật sẽ luôn luôn giảm cho người ta ăn năn tội lỗi. Còn tôi thì không phải chỉ giảm cho chung chung quý vị, tôi sẽ đọc tên từng người một. Amen luôn. Xin thưa ông anh chị em, tôi sẽ đọc tên từng người một. Các cá nhân nếu như mà không ăn năn, tôi sẽ đọc tên trước Hội Thánh. Amen. Chúng ta phải ăn năn trước mặt Chúa. Và những chức vụ á mà chỉ giảm để vuốt ve tín đồ, để cho tín đồ người ta đi nhóm vào chỗ mình á, thì đó là chức vụ giả. Tôi nói rằng tất cả chúng ta không ai hoàn thiện, nhưng mà sự hoàn thiện phải là mục tiêu của chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng các ngươi hãy hoàn thiện như Cha các ngươi ở trên trời đã hoàn thiện. Đặc điểm thứ năm là rằng làm hài lòng Đấng kêu gọi mình. Timôthê thứ nhì đoạn 2 câu số 4: khi một người đi ra trận thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chịu của mình. Chúng ta muốn đi theo Chúa, chúng ta muốn ở trong Chúa, thái độ này cần phải có. Làm đẹp lòng Đấng chiêu mộ chúng ta chứ không phải làm đẹp lòng mình. Rất nhiều mục sư sợ tín đồ. Quý vị biết sợ tín đồ cái gì không ạ? Sợ nói sự thật, sợ từ chối người ta không dâng hiến nữa. Sợ người ta rời Hội Thánh mình đi sang Hội Thánh khác, sợ người ta nói xấu mình. Cái điều chúng ta cần phải sợ đó là sợ mất lòng Chúa. Amen. Nếu như chúng ta mất lòng Chúa, chúng ta mất tất cả. Còn khi chúng ta được lòng Chúa mà mất tất cả mọi thứ, chúng ta đừng sợ. Amen. Người ta nói xấu mình hả? Người ta làm cái gì? Cảm tạ ơn Chúa, người ta đang bón phân vào trong vườn cây của nhà mình. Nên tôi tự nói với mình á, đó là dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như tiền. Ai người ta có nói mình thế nào, đấy là cách Chúa dùng để sức dầu trên đầu của mình nhiều hơn. Quý vị có thấy rằng là chức vụ của tôi mỗi một ngày Chúa lại dùng mạnh mẽ hơn không ạ? Tôi thấy càng ngày sức dầu của Chúa trên tôi lại càng nhiều hơn.
càng nhiều người được chữa lành, càng nhiều người được giải cứu và sức giàu càng mạnh mẽ. Nhưng mà ai cũng thích vế sau, không thích vế trước. Ai cũng thích được sức giàu, và ai cũng thích quyền khác, nhưng mà không thích vế trước. Ai người ta nói mình một câu là mình nổi đoá lên, bảo người ta vu oan giá họa. Chúa Giêsu còn bị vu oan giá họa, Chúa Giêsu còn bị đóng đinh, Chúa Giêsu còn bị các môn đồ phản thầy, chống thầy. Để được cái gì? Để được sống lại trong vinh quang. Chúng ta muốn kinh nghiệm sự phục sinh mà không muốn kinh nghiệm sự chết thì làm sao có phục sinh? Chúng ta muốn kinh nghiệm phước hạnh, kinh nghiệm sự sức giàu, chúng ta muốn trải qua những điều kia làm sao chúng ta được? Trong cuộc sống của chúng ta cũng như vậy, anh chị em ạ. Mình muốn Chúa ban phước rất nhiều nhưng không muốn Chúa huấn luyện mình. Chúa cho mình trải qua một chút đắng cay, một tí là lòng của mình đã cay đắng rồi. Và mình đã than trách, kêu ca, phàn nàn. Làm sao phước hạnh của Chúa có thể đến được? Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 3 đến câu 4. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giặc xung quanh mình. Bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Kinh Thánh nói như vậy. Sẽ đến một thời kỳ người ta không thích nghe những cái sứ điệp cáo trách tội lỗi, thích nghe những gì là êm tai họ. Chúng ta đang sống trong thời đại đó đây ạ. Không thích nghe những cái lời về đạo đức, chỉ thích nghe những cái gì làm hài lòng tai của mình thôi. Galati đoạn 1 câu số 10. Còn bây giờ có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi, hay là Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn lại làm đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm cho đẹp lòng mọi người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa Jesus Christ. Hay là chúng ta không tìm làm đẹp lòng mọi người, làm đẹp lòng Chúa? Phaolô có phải đầy tớ của Chúa không? Phaolô có phải là người sức giàu không? Mà ông cũng bị rất nhiều sự tấn công từ các vị khác nhau, nói tôi không làm đẹp lòng loài người và tôi làm đẹp lòng Chúa. Răng thứ 3 đoạn 1 câu số 10. Cho nên nếu tôi đến, tôi sẽ bới việc xấu của người làm, lấy lời luận độc ác mà nghịch cùng chúng ta. Điều đó còn chưa đủ, người lại không tiếp rước anh em nữa, mà hay muốn tiếp rước thì người ngăn trở và đuổi ra khỏi hội thánh. Sứ đồ Giang nói về một trường hợp của một chấp sự của hội thánh. Khi người này khống chế hội thánh, kiểm soát hội thánh và tấn công các cái chức vụ của sứ đồ Giang. Ông nói là tôi đến là tôi sẽ mới việc này xấu của người này ra. Đây là cái người mà được sự kêu gọi của Chúa luôn luôn tìm cách làm đẹp lòng đấng kêu gọi mình. Và đấy phải là thái độ của mỗi một chúng ta. Đừng tìm kiếm lời khen, đừng tìm kiếm vinh hiển cho mình. Đó. Đi phục vụ Chúa không ai khen mình. Có Chúa khen và Thiên Sứ khen. Nên tôi nói với anh chị em rằng ở đời là người ta ngả mũ chào mình không quan trọng bằng Thiên Sứ ngả mũ chào mình. Vừa nói đến tên của mình cái ma quỷ nó run rẩy, nó chạy đi hết. Cái đấy mới cái quan trọng. Ai chào mình hay không chào mình đâu quan trọng gì đâu. Một lần kia tôi cầu nguyện ở một hội thánh ở Đồ Sơn. Quý vị biết Tá Linh nó nói gì không? Nói qua một điện một cái người đấy, nói tao đứng ở bên ngoài, bao giờ trở ra tao mới nhập lại. Quý vị biết tại sao đứng bên ngoài không? Vì trong đây có sự hiện diện và vinh quang của Chúa. Bao giờ Tà Linh nó nhìn thấy mình mà nó tránh xa người ta thì đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Mình làm việc Thiên Sứ hỗ trợ mình, người ta chào mình hay không chào mình, quan trọng gì đâu trẻ. Cái tôi của chúng ta quăng hết lên thập tự giá của Chúa Jesus Christ.
tìm kiếm vinh hiển cho Đấng kêu gọi mình như sứ đồ giang. Lỗi giả là gì? Đó chỉ là một con người bình thường trước mặt Chúa. Tất nhiên về phía chúng ta, Chúa dạy chúng ta là sợ người đáng sợ, kính người đáng kính. Nhưng mà về phía mình thì cảm tạ ơn Chúa, tìm mọi vinh hiển cho Đấng kêu gọi chúng ta. Amen. Tôi xin tóm lại trước khi chúng ta kết thúc. Thứ nhất, người tôi tớ thật của Chúa như sứ đồ, như Giăng Báp-tít, tìm sự vinh hiển cho Đấng kêu gọi mình. Thứ hai, răng hướng người khác đến Đấng kêu gọi mình. Thứ ba là răng giảng mọi lẽ thật của Chúa. Thứ tư, răng sống ngay thẳng và kêu gọi cho sự ăn năn. Thứ năm là răng làm hài lòng Đấng kêu gọi mình, chứ không phải làm hài lòng chính mình và mọi người. Đấy là thái độ sống mà chúng ta cần phải có cho cuộc đời của chúng ta và sự phục vụ Chúa của chúng ta. Chúng ta cùng đứng dậy.